Mời mọi người đi chợ quê cùng với mình nha. Sáng hôm nay thức dậy, mình quyết định đi chợ. Tuy nhiên ở trong đầu của mình trống rỗng à. Mình không biết mua món gì để nấu ăn hết trơn á mọi người. Thành thử ra, lái xe từ đầu chợ đến cuối chợ làm cho mấy cô chú rủ mua hàng quá chừng luôn. Hôm nay á, mình gặp lại cái cô ngày xưa thường hay bán bánh cho mình đó mọi người. Cô bán bánh bò với lại bánh da lợn rất là ngon nha. Ngày xưa ăn ngon như thế nào thì bây giờ hương vị vẫn đậm đà y chang như thế á. Hồi sáng tới giờ mình đi chợ là mình mua thịt heo xay nhuyễn luôn đó mọi người. Rồi về nhà mình nêm nếm gia vị thêm. Ở trong đó có nấm mèo, củ cà rốt, bột ngọt, đường, tiêu, muối, vân vân. Bây giờ thì giò thành từng viên nhỏ, một lát nữa đem đi hấp nha mọi người. Lúc đầu á, mình định mua mấy con mực này về để mình nướng sa tế. Tuy nhiên mình mua thịt xay nhuyễn quá trời nhiều rồi, cho nên mình quyết định á, mình lấy thịt xay nhuyễn đó mình dồn vào trong con mực, một lát nữa mình đem đi hấp luôn nha mọi người. Nước đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ hấp thịt nha. Mèn đét ơi, mấy cái con mực dùng thịt, bây giờ thịt nó đỏ ao, nó chín hết trơn rồi nè mọi người. Nó thơm lắm mọi người ơi, dở cái nắp nồi ra thơm nức cái lỗ mũi mình luôn vậy á. Ngoại trừ tôm sú đỏ ao là ở nhà mình tự có, còn lại cháy cật, chả cá và thịt heo là hồi sáng mình đi chợ mua hết luôn nha mọi người. Còn đây là cái dĩa thịt bò, một lát nữa mình xào lên mình ăn luôn. Cái lẩu ngọt bây giờ đã hoàn thành xuất sắc rồi nè mọi người ơi. Các bạn thấy nó có hấp dẫn không? Lửa nó làm cho nước sôi hùng hục luôn. Thiệt là thơm tho đó mọi người ơi. Nước lẩu này á, mình có chặt một trái dừa mình để vô, cho nên nước dừa rất là ngọt nha mọi người. Quá trời ngon nè. Hấp dẫn. Chan luôn ốc ơi. Ngọt quá. Lẩu ăn nóng gì mấy con ốc ha. Rồi, thế bé ăn nghe rồi cho cảm nhận nghe. Bữa nay mới hớt đầu đẹp quá nè. Ngon á. Ngọt, ngọt, ngọt lắm. Nó tươi. Tươi. Nhưng nó rớt ra kìa. Xuất sắc kìa. Mới ăn rồi. Chả cá kiền phải thấy sao con không? Chả cá kiền ngon, con mua chỗ này ngon. Vừa ăn ngon. Dài không? Dài, dài, mềm ngon. Ngon không tiếp? Ngon, thấm nước này vô ngon. Nước lẩu này ngọt. Ngon quá. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái lẩu này nha mọi người. Trước tiên mình ăn nấm nè. Nấm thì khỏi phải nói rồi, nó ngọt cực kỳ. Cháo thịt. Ngon. Trong này có nấm nữa, cho nên nó sực sực giòn giòn đó mọi người. Bây giờ cái phần mực này mọi người. Mọi người thấy chưa? Để mình thưởng thức phần thịt ở trong thử như thế nào nha. Ngọt. Tôm sú Cà Mau nha mọi người. Bữa nay cái lẩu quá trời nhiều topping luôn. Tôm sú Cà Mau á thì khỏi phải bàn à. Thứ nhất á là nó dai, thứ hai nó có cái độ giòn hay hơi, thịt đó thì chắc giống như tập tạ vậy đó, mà nó rất là ngọt luôn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức sang cái nước nha. Đã quá, ngọt quá mọi người ơi. Chưa ăn cái đó còn ngon nữa. Dì Út mới gấp cho mình trái cật nè mọi người, để mình ăn thêm trái cật nữa nha. Ngon quá, ngon dữ luôn á mọi người. Nóng nhưng mà ngon nha. Nếu như mọi người có thời gian, mọi người cứ làm cái lẩu, làm cái lẩu ngọt nha. Nè, có những topping ở trong này nè. Nè mọi người thấy không? Ra rồi nè, rau sạch ở dưới quê, ngon cực kỳ luôn. Tính ra cái lẩu ngọt mình ăn rất là tiện mọi người ha.
ăn ngọt, ngon, rất là nóng luôn. Mình tận dụng độ nóng của cá lẩu á, mình để mực hấp lên trên, cho nên á, khi mình ăn mực hấp á, nó không có bị nguội và tanh nha mọi người.